nặng tay không đó Linh à. Chơi chị bé sẽ chơi chiêu nặng tay. Chú cái bộ đồ nó mặn nhàng chơi cũng vẫn còn giữ rồi ta. Hả? Hả? Bỏ nó xưa chơi luôn rồi. À thiệt á, mang cái đồ mà ta không chấp nhận được luôn á. Con này mà không có mình chắc không biết sao làm sao luôn. Cái gì đó? Mẹ em cà ra ngủ bay vô lau luôn rồi. Không em eyeliner. Mụn bay vô mắt luôn hả? À. Eyeliner hả mày? Làm sáng à. Alo? 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 Ơi chị nghe em ơi. Ủa con Thiến để máy ở nhà chị? Hả? Ừ? Ấy thằng con chị nó để máy ở nhà hả? Là sao à? Vậy là nó có đi cho mấy thằng lại thằng Lê Minh không á? À chắc nhầm số rồi, gọi ai gọi lộn rồi. Ủa, cho anh số này mà, rồi anh xin lỗi ngay. Ừ, Thiên à, con mình tên Thiên. Tự mình nghe tên Thiên, mình cũng tưởng một kho tay để cái gì, ủa một kho tay đâu có điện thoại đó. Mà ra mình không hiểu luôn á. Đừng có lắc nữa, tráng ít đau à. Giờ ráng đi, tráng nhiều lắm. Hơi đau xít. Hiền qua sọt cái đồ đi thôi gì. Này Hiền mẹ ở đâu? Ở đây. Nè, nhăn đồ cũng đi chứ. Rồi có mấy đứa đi. Phúc. Có Phúc à? Già rồi. Chị đi dạo dạo mát thì được. Không phải. Không phải thích hay không mà. Nhiều khi nó không phù hợp. Thôi mày lỡ ai gặp ta mắc hình tượng hết nha. Thiệt. Ngày mai đang ăn hai lần, hôm qua chị nhảy hay quá. Mày là một võ mà nhảy cũng hay. Ôi trời. Ôi trời trời trời. Mấy đứa nó vô ghê mày. Có biết nhảy đâu nhảy.
Sợ thấy tao nhảy cầu vậy. Không phải lên, lên vô đi, đi ba đếm người thì cũng phải giải trí thì cũng thấy mình á, mình nhảy cái bụng nhảy vui lắm, hai cái tay á, do là mấy người không biết nhảy gì vậy. Nhà nhảy vui lắm, vẫn nhảy nghe, tự tin nhảy lắm, tự tin lắm. Nhà xong chưa? Về chưa? Xong. Xong rồi, xong là 5 phút nữa. À, con ngồi bên đó luôn hả? Ráng đi, ráng cái trán gần xong rồi. Rồi xong nay em lên đường đi, em đi chơi đi. Thấy khách rồi đúng không? Dạ. Bên phòng kia đóng chưa? Em rõ thì chị biết là bên kia là em thấy còn một người nặng, một người chạy xe. Chị xong rồi. Anh học ra xong rồi. Thôi đi nhà luôn cha đi. Em nhắn với bà kia thôi. Với bà rè nó hấu bà rồi đi bệnh tích rồi kìa. Ừ. Dư mới chịu đi. Thì cái tôi lên tôi tắm tôi xuống tôi gọn tôi đào tôi chạy vào tôi lấy. Còn đi mai biết về mai hay. Để Trinh với ông lấy về chưa? Chưa, lấy làm tóc cho Phúc lên á. Đồ chà chà chà. Chị anh làm đấy, chị nhà xong rồi mà. Nhà quá. Đã không ạ? Nó xin được không? Lòng được nay đau chứ được sao không lòng không đau nữa. Bị ít một lần lẫn đỡ đau lần, không có lòng biết nữa không hết. Tôi làm nó lên level, hiểu không? Làm xong là bị nghiện nha. Làm xong rồi cái mai mốt đi nặng nữa nha. Nặng nỉ nè. Khúc nó nặng nỉ nè, đi nặng nè. Do lần đầu tiên con qua nhiều lắm. Nên mới đau chứ không con đi. Chịu khó, con chịu khó. Con đi tùng lần 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 thấy. Nhà gần đây không chị? Gần. Gần. Nhưng mà bữa nãy chỉ đường bị sai, cái lên lên lấy mà. Ờ, à nó lên lấy. Nghe chú. Hai chị đi. Hả? Đang chỗ làm mụ nặng mụn cho riêng. Dạ. Nhưng mà kêu gọi lại số điện thoại là chỉ đường mà. Chị nói cho số điện thoại chị á. Quán chị. Đây Hồng Diệu rồi mà. Nên không phải đâu. Cô cũng mệt lắm con ơi. Cô cũng muốn xỉu đây. Dạ. Từ năm nay nó gần xong. Thả lỏng hết đi đừng có nhăn cái mặt như rứa. Nó sáu trừ. Chào bọn. Bây giờ con làm đau một lần đi nhiều thôi chứ còn lần sau là nó nhẹ rồi. Ở bất công độ. Hiểu không? Lần sau là thấy. Ví dụ trừ không nặng, sao không nặng thôi. Đó, trừ chịu đi, lần sau đỡ chịu. Lần sau là không đau nữa. Lần sau là con đi qua, con lọc sơ sơ, rồi con đắp mặt nạ, rồi đắp là vitamin này vô nữa là sao? Thôi con đừng nữa, gần xong rồi con ơi. Máy dài được không? Cho cái mũ qua mày ra thằng gùi thằng gùi ông
gồng kinh khủng luôn á. Đây chị bé coi nè, xong rồi đây, mà cục hai cục cho nên nữa nè. Cục này đúng đau luôn. Nhưng mà vẫn phải nặng, trước sau cho em nặng. Phọt ra cái đây.